Tôi thân chào các em đến với bài giảng trực tuyến sáng ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, ngôn ngữ là công cụ, phương tiện giao tiếp quan trọng bậc nhất của con người. Nhưng trong những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, với những mục đích sử dụng khác nhau, thì ngôn ngữ có những đặc trưng khác nhau. Vậy, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là gì? Ngôn ngữ nghệ thuật có những đặc trưng cơ bản nào? Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng trong những văn bản nào? Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay cô trò của chúng ta sẽ đi vào bài học mới, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Kết quả càng đạt của tiết học ngày hôm nay, nắm được các khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và các đặc trưng cơ bản của chúng, có kỹ năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Cấu trúc của bài học gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, ngôn ngữ nghệ thuật. Nội dung thứ hai, đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật thì gồm có ba đặc trưng cơ bản. Đặc trưng thứ nhất, tính hình tượng. Đặc trưng thứ hai, tính truyền cảm. Đặc trưng thứ ba, tính cá hội hóa. Chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên, ngôn ngữ nghệ thuật. Trước khi đến với khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật, các em hãy cùng cô xét ví dụ sau. Ở đây cô có hai văn bản. Văn bản 1, cho anh hỏi em đã có người yêu chưa đấy. Văn bản 2, bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa. Cô sẽ chỉ ra điểm khác nhau của hai văn bản. Trong văn bản thứ nhất, sử dụng lời nói trực tiếp, hiển ngôn, ngôn ngữ sinh hoạt. Văn bản thứ hai, sử dụng ngôn ngữ hàm ẩn, giàu hình ảnh và có tổ chức, ngôn ngữ nghệ thuật. Qua điểm giống nhau của hai văn bản, cô hỏi về chuyện đã có người yêu chưa. Các em có thể ghi nhận khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm được dùng trong các văn bản nghệ thuật, ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ văn học. Phạm vi sử dụng của ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản nào? Các em hãy cùng cô tìm hiểu ví dụ. Văn bản thứ nhất, quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường viên ngọc, con về lượm bướm vàng bay. Văn bản thứ hai, cô ấy trông thật mũm mĩm, người gì mà chanh chua. Văn bản thứ ba, chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của chúng ta trong những bể máu. Văn bản thứ nhất thuộc văn bản nghệ thuật, văn bản thứ hai lời nói hàng ngày, văn bản thứ ba phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Sau khi tìm hiểu ví dụ, chúng ta có thể ghi nhận một số nội dung sau. Ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng chủ yếu trong văn bản nghệ thuật thứ hai, lời nói hàng ngày, thứ ba văn bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ nghệ thuật được phân chia như thế nào? Các em sử dụng thực hành bài tập nói một cùng cô, nói những tác phẩm ở cột A với thể loại tương ứng ở cột B. 1A, tấm cám, truyện cổ tích. 2B, hồi trống cổ thành, tiểu thuyết. 3B, nhưng nó phải bằng hai mày, truyện cười. 4E, đọc tiểu thanh ký, thơ đường. 5C, chí phèo, truyện ngắn. 6, Y, vĩnh biệt cửu trùng đài, kịch. 7G, đồng chí, thơ tự do. 8H, đôi ta như rượu với nem, đang say duyên ngắt, ai dèm chớ xa. Ca dao. 9K, quan âm thị kính, chèo. Như vậy thì ngôn ngữ nghệ thuật được phân chia như sau: truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngắn, tiểu thuyết, ngôn ngữ tự sự, thơ đường, thơ tự do, ca dao, ngôn ngữ thơ, kịch, chèo, ngôn ngữ sân khấu. Các em có thể ghi nhận ngôn ngữ thơ bao gồm các thể thơ, ca dao, hò, bè, đặc điểm, giao hình ảnh, nhạc điệu. Ngôn ngữ tự sự bao gồm truyện ký, tùy bút, phóng sự, miêu tả, tràng thuật, ngôn ngữ sân khấu, kịch, chèo, tuồng.
Đặc điểm: mang tính cá thể hóa, nhân vật nói thể hiện tâm trạng cá tính. Như vậy thì chức năng của ngôn ngữ nghệ thuật thì gồm có những chức năng nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ sau. Văn bản 1: sen là cây mọc ở dưới nước, lá to tròn, hoa màu hồng hay trắng, nhị vàng, hạt dùng để ăn. Văn bản thứ hai: trong đầm thì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như vậy thì sau khi mà tìm hiểu nội dung của hai văn bản thì gửi đến thông điệp cho người đọc, cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết về nơi sinh sống, cấu tạo màu sắc của cây sen. Trong văn bản thứ hai còn khẳng định cái đẹp có thể hiện hữu và bảo tồn trong môi trường có nhiều cái xấu. Như vậy thì chức năng ngôn ngữ nghệ thuật trong hai văn bản này, thứ nhất là biểu hiện chức năng thông tin, thứ hai biểu hiện về chức năng về thẩm mỹ. Các bạn có thể ghi nhận nội dung bài học. Chức năng ngôn ngữ nghệ thuật bao gồm hai chức năng. Chức năng thứ nhất, chức năng về thông tin, cung cấp đặc điểm tính chất của sự vật, sự việc, hiện tượng. Chức năng thứ hai, chức năng về thẩm mỹ, biểu hiện cái đẹp và khơi gợi nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ. Các em hãy cùng cô đến với đơn vị kiến thức tiếp theo, phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và phong cách ngôn ngữ dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương, bao gồm truyện, thơ, kịch. Đây là một khái niệm rất là quan trọng để chúng ta nhận diện phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản. Khi chúng ta gặp các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương, có thể là truyện hoặc là thơ và kịch vân vân, thì chúng ta xác định cho cô phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Như vậy thì phong cách ngôn ngữ nghệ thuật gồm có ba đặc trưng cơ bản. Chúng ta sẽ đi đến đặc trưng thứ nhất, tính hình tượng. Chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ sau. Ở đây cô có hai văn bản. Văn bản thứ nhất, bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bãi nổi va chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Văn bản thứ hai, ca dao. Em ngỡ giếng nước sâu, em nói sợi gầu dài. Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây. Nội dung trong bài thơ Bánh trôi nước: từ hình ảnh bánh trôi nước gợi cho chúng ta vẻ đẹp về thân phận, về phẩm chất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Trong bài ca dao nói đến tâm trạng của người phụ nữ trong tình yêu. Các em có thể ghi nhận tính hình tượng và khả năng ngôn ngữ có thể tái hiện hiện thực làm xuất hiện ở người đọc những hình ảnh, màu sắc, biểu tượng được nói đến trong văn bản để người đọc dùng vốn tri thức, vốn sống của mình, liên tưởng, suy nghĩ rút ra bài học nhân sinh. Như vậy để tạo tính hình tượng thì người viết sử dụng những hình thức nào? Các em hãy cùng cô chúng ta đi tìm hiểu ví dụ sau. Để tạo hình tượng ngôn ngữ, người viết sử dụng các cái biện pháp tu từ, ẩn dụ, so sánh, hoán dụ, vân vân. Cô có ba văn bản. Văn bản đầu tiên, cô đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ. Trong văn bản thứ hai, cô sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Văn bản thứ ba, cô sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ. Và cô sẽ giúp chúng ta phân biệt giữa biện pháp tu từ ẩn dụ và biện pháp tu từ hoán dụ. Chúng ta rất là dễ nhầm. Văn bản đầu tiên, mặt trời thứ nhất, chỉ thiên nhiên. Mặt trời thứ hai, chỉ đứa con của mẹ. Như vậy thì giữa mặt trời thứ nhất, mặt trời thứ hai nó không có mối quan hệ nào hết mà chỉ dựa trên liên tưởng tương đồng. Còn trong văn bản thứ ba, bàn tay một bộ phận chỉ các toàn thể trên cơ thể của một con người. Như vậy thì đó là biện pháp hoán dụ, điểm khác biệt giữa biện pháp ẩn dụ và biện pháp hoán dụ. Ca dao sau: con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước
trong nguồn chảy ra. Sau khi đọc hai dòng ca dao này, thông điệp mà tác giả Giang Giang muốn gửi đến chúng ta nói đến công cha nghĩa mẹ. Công cha được tác giả so sánh như núi Thái Sơn, nhưng dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Người mẹ, hình ảnh nước trong nguồn chảy ra, khẳng định tình thương vô hạn của người mẹ đối với con cái. Em có thể ghi nhận nội dung bài học. Hình tượng được hiện thực hóa thông qua các biện pháp tu từ. Tính đa nghĩa. Văn bản nghệ thuật tạo ra nhiều tầng nghĩa khác nhau. Tính hàm xúc. Lời ít ý sâu xa. Chúng ta sẽ đến với đặc trưng thứ hai, tính truyền cảm. Em sẽ tìm hiểu ví dụ sau. Ở đây cô có câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Như vậy thì nội dung câu tục ngữ này muốn gửi đến thông điệp cho người đọc người nghe nội dung gì? Về mặt nghĩa đen, nguồn là nơi bắt đầu của dòng nước. Nghĩa bóng, nguồn, hình ảnh ẩn dụ, chỉ công lao tạo lập nên những thành quả của con người đi trước dành cho thế hệ sau. Nội dung của câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Khi hưởng thụ một thành quả nào đó, người ta phải nhớ ơn và đền ơn xứng đáng những người đã đem đến thành quả mà mình đang được hưởng. Sau khi tìm hiểu hai ví dụ, các bạn có thể ghi nhận nội dung bài học cho cô. Tính truyền cảm gợi sự đồng cảm ở mọi người, có thể là những cung bậc tình cảm khác nhau, bao gồm buồn, yêu thích, căm giận, tự hào, vui. Chúng ta sẽ đến với đặc trưng thứ ba, tính cá thể hóa. Em cũng sẽ tìm hiểu ví dụ. Cô có hai bài thơ. Bài thơ đầu tiên, bài Tương Tư của Nguyễn Bính, và bài thơ thứ hai, Tương Tư Chiều của Xuân Diệu. Cả hai bài thơ này đều viết về cái đề tài tình yêu, nhưng Nguyễn Bính và Xuân Diệu là sử dụng những cái hình ảnh thơ, ngôn từ thơ và tứ thơ gửi gắm trong hai bài thơ đều khác nhau. Các em có thể ghi nhận nội dung cho cô. Ngôn ngữ là phương tiện diễn đạt chung của cộng đồng. Khi các nhà văn, nhà thơ sử dụng, mỗi người lại có khả năng thể hiện một giọng riêng, một phong cách riêng, bắt nguồn từ cá tính sáng tạo của người viết, tạo ra phong cách nghệ thuật riêng, đó chính là tính cá thể hóa. Cô sẽ Tiến hành củng cố phần nội dung chúng ta đã được học. Ngôn ngữ nghệ thuật, các bạn ghi nhớ cho cô. Về mặt khái niệm, ngôn ngữ sinh hoạt là lời ăn tiếng nói hàng ngày, ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ gợi hình gợi cảm. Phạm vi sử dụng, ngôn ngữ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, ngôn ngữ nghệ thuật chủ yếu trong văn bản nghệ thuật. Ngôn ngữ sinh hoạt tồn tại ở dạng nói và dạng viết, dạng lời nói mô phỏng, tái hiện trong văn bản văn học. Ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ tự sự, ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ sân khấu. Chức năng ngôn ngữ sinh hoạt có chức năng thông tin, ngôn ngữ nghệ thuật có chức năng thông tin và thẩm mỹ. Cô hy vọng việc phân biệt giữa ngôn ngữ sinh hoạt và ngôn ngữ nghệ thuật sẽ giúp chúng ta nhận diện được phong cách ngôn ngữ sinh hoạt và phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trong các văn bản. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Cô chúc các em học tập tốt, nhiều niềm vui, sức khỏe trong học tập cũng như trong cuộc sống. Xin chào các em.